Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tin rất hay, Tập Cận Bình trợn tròn mắt khi Liên Hiệp Quốc ra quyết định chắc nịch sẵn sàng trừng trị Trung Quốc để bảo vệ Việt Nam, làm cho tàu thuyền, giàn khoan của phía Trung Quốc chạy toán loạn chờ chết ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở thủ đô Washington DC của Mỹ cho biết, căng thẳng trên Biển Đông trong những tuần vượt qua được nhắc tới rất nhiều tại hầu hết các cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Tại các cuộc họp này, các thành viên của Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra phương án ngăn chặn dứt điểm sự bành trướng của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, nơi được cho là thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ căng thẳng mà nguyên nhân chính không ai khác, đó chính là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây nên. Nổi cộng nhất là việc tàu hải cảnh của phía Trung Quốc mới đây đã trực tiếp đâm chìm một tàu cá của Việt Nam. Điều đó đã làm ở các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới đều phẫn nộ trước hành động ngang tàng của phía Trung Quốc và việc làm sai trái trên của phía Bắc Kinh ngay lập tức đã bị Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng như là các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương lên tiếng phản đối kịch liệt. Và ngày hôm nay, Liên Hợp Quốc đã dành rất nhiều thời gian để ra những phán quyết phản đối phía Trung Quốc, trừng trị Bắc Kinh cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là rất chính xác. Thưa quý vị, trong phiên họp của Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, một vị quan chức trong chính phủ của Trung Quốc đã kêu oan rằng nếu như bị trừng trị thì phía Trung Quốc sẽ mất trắng Biển Đông. Theo các nhà quan sát tại phiên họp cho rằng Trung Quốc chưa hề có Biển Đông mà kêu là mất trắng, bởi vì Biển Đông là vùng biển chung của thế giới. Chính phủ của Trung Quốc chỉ là đang ngộ nhận khi phía Trung Quốc tự vẽ ra con đường lưỡi bò và tự thừa nhận, chứ trên thế giới không một ai, không một nước nào thừa nhận vùng lãnh hải nằm trong con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc cả. Cho nên Liên Hợp Quốc quyết định trong năm 2021 phải mạnh tay trừng trị Trung Quốc để ngăn chặn những cái âm mưu độc chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình là hoàn toàn hợp lý. Cộng đồng trên toàn thế giới nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ quyết định đó. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết trong buổi họp có các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gần đây đã dành rất nhiều thời lượng cho vấn đề Biển Đông. Nhất là vấn đề mà phía Trung Quốc thời gian này đã đem rất nhiều tàu chiến, tàu hải cảnh, tàu dân phòng, tàu dân binh, tàu do thám, tàu cảnh sát biển, tàu đánh cá ngụy trang mang theo rất nhiều vòi rồng và vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng cùng tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8, Hải Dương 9 đồng thời. Phía Bắc Kinh còn điều thêm rất nhiều giàn khoan hiện đại bậc nhất trên thế giới ra ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh dơ hoai với các nước trong khu vực, đồng thời thách thức chủ quyền đối với Mỹ và thế giới. Trước những tình thế cấp bách và nguy hiểm nói trên, Liên Hợp Quốc đã cho tiến hành gấp một cuộc họp có đầy đủ các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đưa ra quyết định thống nhất trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình nhằm ngăn chặn tận gốc thói hung hăng, ngang tàng coi trời bằng vung, đổi trắng thay đen của phía chính quyền Trung Quốc. Mục đích là để bảo vệ Biển Đông, bảo vệ cho tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất trên thế giới, bảo vệ vùng biển, vùng lãnh hải của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, với sự ra tay quyết liệt của Liên Hợp Quốc hy vọng sẽ chặn đứng những cái âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của chính quyền ông Tập Cận Bình ở ngoài Biển Đông. Theo các nhà quan sát cho biết, đã có rất nhiều nước trên thế giới tỏ ý tán dương và ủng hộ quyết định trên của Liên Hợp Quốc, ra tay mạnh mẽ để trừng trị Trung Quốc, trả lại sự bình yên cho Biển Đông và sau là mang lại bình yên cho thế giới. Các nhà quan sát cho rằng nhân cơ hội này, nếu không mạnh tay dẹp loạn phía Trung Quốc thì Bắc Kinh sẽ được đằng chân lân đằng đầu, lúc đó sẽ rất nguy hiểm cho nước trong khu vực. Vì Trung Quốc là một nước được cho là bất chấp tất cả để làm điều, bằng chứng rõ rệt nhất đó là việc chính phủ Trung Quốc đã tự cho vẽ con đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn, và phía Bắc Kinh cũng tự thừa nhận bất chấp sự phản đối kịch liệt của các nước trên toàn thế giới. Và nếu như quý vị và các bạn tìm kiếm từ khóa bản đồ đường chín đoạn hay bản đồ đường lưỡi bò thì công cụ tìm kiếm Google sẽ cho ra gần 5 triệu kết quả tìm kiếm chỉ trong vòng 0,43 giây. Khi đó, quý vị dễ nhìn thấy con đường lưỡi bò mà phía Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận đã chiếm trọn gần 90 diện tích trên Biển Đông. Đó là một bằng chứng cho thấy phía Trung Quốc đã quá nham hiểm khi bất chấp tất cả luật pháp quốc tế để ép các nước trong khu vực phải nghe theo Trung Quốc, thừa nhận vùng biển thuộc phạm vi đường chín đoạn kể trên. Thưa quý vị, hành vi trên của phía chính quyền ông Tập Cận Bình đã bị lên án, chỉ trích một cách thậm tệ. Chính vì điều đó mà các nước đã làm đơn kiện Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc. Có thể nhắc lại vụ kiện đình đám mà cả thế giới đều biết, đó là vụ kiện của Philippines. Kiện Trung Quốc lên tòa án của Liên Hợp Quốc năm 2016 vì tội xâm chiếm Biển Đông trái phép, lại còn già mồm tuyên bố đơn phương có quyền lịch sử biện minh cho cái gọi là đường lưỡi bò. Vào năm đó, tòa trọng tài quốc tế của Liên Hợp Quốc đã ra phán quyết cuối cùng. Tờ báo Manila của Philippines cho biết phán quyết đó của tòa trọng tài được công bố vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Tòa đã tuyên bố rằng Philippines đã thắng kiện Trung Quốc về chủ quyền biển đảo trên Biển Đông.
tòa không công nhận quyền lịch sử cũng như được cái gọi đường chín đoạn hay còn gọi là con đường lưỡi bỏ mà phía Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc cho rằng Trung Quốc đã xây dựng trái phép các đảo đá nhân tạo ở ngoài Biển Đông cũng làm ảnh hưởng tới các hoạt động của các nước trong khu vực, gây ra mất an ninh, an toàn cho tuyến hàng hải, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng cho môi trường biển. Tuy nhiên, phía Trung Quốc tỏ ra rất lì lợm và thách thức khi mà Bắc Kinh cho rằng không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc, bằng chứng là việc từ đó tới nay, Trung Quốc vẫn ngang nhiên tiến hành nhiều cuộc tập trận trên Biển Đông để thị uy sức mạnh và uy hiếp các nước trong khu vực, đồng thời thách thức Mỹ và thế giới. Trong một năm trở lại đây, Trung Quốc không dưới 10 lần điều rất nhiều tàu chiến mang theo vũ khí hạng nặng hộ tống con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 9 xâm phạm nghiêm trọng vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Myanmar, Singapore, Philippines và cả Việt Nam. Trung Quốc cũng mang nhiều giàn khoan ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép. Bắc Kinh còn ngang ngược khi đem quân đi ngăn cản các tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới như Rosneft của Nga, ExxonMobil của Mỹ, một số tập đoàn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ. Mục đích là không cho các tập đoàn này khai thác, kết hợp làm ăn với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á để các công ty của Trung Quốc dễ bề khống chế cai quản vùng biển này. Phía Trung Quốc luôn muốn ký một hiệp định có lợi cho phía Bắc Kinh trước 10 nước ở khu vực ASEAN. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn cho biết nếu kể ra thì những hành động sai trái của phía Trung Quốc là rất nhiều. Tuy nhiên, bây giờ chỉ cần Liên Hợp Quốc cũng như Mỹ, cộng đồng trên toàn thế giới tẩy chay Trung Quốc cô lập Bắc Kinh cũng như là ra tay mạnh mẽ trừng trị phía chính quyền ông Tập Cận Bình thì đương nhiên sẽ được trả lại cho Biển Đông và sự im điểm sẽ được trả lại cho thế giới. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất hay và rất nhiều người quan tâm, đó là trên tờ báo Tuổi Trẻ của Việt Nam có bài, sau khi tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đâm chìm tàu cá tại quần đảo Hoàng Sa, vùng biển của Việt Nam thì ngay lập tức Việt Nam đã lên tiếng về công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc. Tờ báo Tuổi Trẻ của Việt Nam viết, Bộ Ngoại giao của Việt Nam khẳng định công hàm phản đối tại Liên Hợp Quốc đã thể hiện đầy đủ lập trường nhất quán của Việt Nam đối với lợi ích hợp pháp và chính đáng của Việt Nam tại vùng biển Đông, trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế cũng như Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Việc lưu hành công hàm tại Liên Hợp Quốc là bình thường, thể hiện lại lập trường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam. Lập trường nhất quán của Việt Nam đã được thể hiện đầy đủ tại công hạm này. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tái phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác định theo đúng Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc là hoàn toàn chính đáng và xác thực, đề nghị phía Trung Quốc phải tôn trọng. Được biết, trong khu vực Đông Nam mà không chỉ có Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia cũng đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc. Theo các chuyên gia nhận định, việc liên tiếp các nước trong khu vực Đông Nam Á gửi công hàm phản đối phía Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc là một hành động rất cứng rắn để trừng trị Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và chắc chắn phía Trung Quốc sẽ có những thông tin phản hồi trong thời gian sắp tới và Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng trong thời gian sắp tới và... Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại! Theo một video được đăng tải trên Internet gần đây cho thấy, hồ chứa nước Long Đường ở biên giới Quý Châu và Quảng Tây đã bị vỡ kè. Dòng nước chảy xiết dâng cao gây ra sóng lớn. Người dân địa phương đã phải chạy nhanh đến nơi có địa hình cao hơn. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt ở nhiều tỉnh. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại cố tình làm nhẹ đi tính nghiêm trọng của tình hình thiên tai mà chỉ tập trung vào tình trạng hỗn loạn ở Hoa Kỳ. Vừa qua, một video được tải trên Weibo cho thấy đám đông người đang di chuyển lên chỗ có địa hình cao hơn. Trên đường cái xuất hiện một dòng người kéo dài. Hầu hết mọi người đi bộ, cũng có người đi xe đạp hoặc lái xe ô tô. Trong đó có những chiếc xe chở đầy người ở phía sau. Người quay phim giải thích bằng tiếng địa phương rằng hồ chứa nước Long Đường và nhà máy điện bị sập, mọi người đều chạy lên sườn núi, ở đây đều bị ngập lụt hết. Một số cư dân mạng đã đăng video trên Twitter của nước ngoài và đính kèm một bản dịch hoàn chỉnh dòng trạng thái trên video. Có người xem nghe hiểu được và đã dịch ra đại ý của lời nguyên gốc trong video. Hồ chứa Long Đường bị vỡ, hiện giờ quần chúng nông dân và những người có xe cộ đang tháo chạy đến Gia Châu. Thật quá thảm mà, lần này hồ chứa nước bên này thì bị vỡ, trạm phát điện thì bị sập. Bây giờ mọi người trên đường đều đang tháo chạy lên chỗ dốc, bên này toàn bộ đều đã bị ngập hết cả rồi. Ngoài ra, có một đoạn video cận cảnh về trận lụt được cho là bờ kè của hồ chứa Long Đường ở Quý Châu.
Video cho thấy dòng nước chảy xiết lao từ ngọn núi sau khi bị chặn bởi tòa nhà. Nó đã gây ra một làn sóng lớn, người quay video thỉnh thoảng kinh hãi kêu lên. Đoạn video còn cho thấy do cơn lũ ập tới bất ngờ nên người dân địa phương có thể không kịp sơ tán trước. Theo tài liệu công khai, có một hồ chứa nước tên là Long Đường ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, nằm giữa huyện Nam Đan thuộc tỉnh Quảng Tây và tỉnh Quý Châu. Tin tức về hồ chứa nước Long Đường bị sập vẫn chưa được truyền thông Trung Quốc báo cáo chính thức và vẫn không cách nào xác định tính xác thực của tin tức tại thời điểm này. Vừa qua, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trích dẫn một báo cáo mới từ chính phủ nói rằng trên toàn quốc tổng cộng có 150 con sông có mực nước đã vượt qua mức cảnh báo, lưu vực sông Châu Giang và một số nơi đã xảy ra lũ lụt. Tuy nhiên, theo tin tức lan truyền trên Internet thì hơn 10 tỉnh bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đường, Giang Tây, Hồ Nam và Phúc Kiến bị lũ lụt nghiêm trọng, thậm chí nhiều thành phố bị ngập lụt và đường phố biến thành sông. Phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ nói chung chung về con số thảm họa, không có thông tin chi tiết về trận lụt. Các chương trình TV, trang web và trang báo chính thức vẫn lấy các cuộc bạo loạn và dịch bệnh ở Hoa Kỳ làm chủ đạo, khiến cư dân mạng Trung Quốc thở dài và không biết họ sống ở Trung Quốc hay Hoa Kỳ nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua, trận lũ lụt số 3 sông Trường Giang trong năm nay đã hình thành ở thượng nguồn. Ước tính lưu lượng nước chảy tối đa vào hồ chứa Tam Hiệp là khoảng 5.000 mét khối trên giây. Đây sẽ trở thành lưu lượng chảy lớn nhất trong mùa lũ năm nay. Hiện tại, đập Tam Hiệp đã mở 9 cửa xả lũ, lưu lượng xả đạt 49.200 mét khối trên giây. Đỉnh lũ số 2 năm nay chỉ mới vừa đi qua đập Tam Hiệp mà đỉnh lũ số 3 đã hình thành ngay hôm sau. Dự kiến trong năm nay, hồ chứa Tam Hiệp tích trữ lưu lượng lũ chảy vào lớn nhất với tốc độ dòng chảy lên tới 85.000 mét khối trên giây. Để đảm bảo an toàn cho con đập lớn nhất thế giới, ban điều hành đập Tam Hiệp đã cho mở 9 cửa xả lũ với lưu lượng xả 49.200 mét khối trên giây. Đỉnh lũ số 3 đã lên tới Trùng Khánh, mực nước sông Trường Giang ở trạm Thốn Than, thành phố Trùng Khánh mới hạ thì hôm nay lại tăng lên 2,5m. Theo truyền thông Trung Quốc, các nhánh sông như sông Mân Giang, Đà Giang và Gia Lăng ở thượng nguồn sông Trường Giang xảy ra hiện tượng vượt mức cảnh báo lũ do lượng mưa lớn trên diện rộng trong thời gian gần đây. Vào lúc 14 giờ ngày hôm qua, lưu lượng nước tại nhánh sông chính của thượng lưu tại trạm Thốn Than đã tăng lên 55.400 mét khối trên giây. Do đó, đã có thông báo về việc đỉnh lũ số 3 của sông Trường Giang trong năm nay đã hình thành ở thượng nguồn sông. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, để ứng phó với đỉnh lũ số 2 đi qua, đập Tam Hiệp đã mở 9 cửa xả lũ, lưu lượng xả đạt 49.400 mét khối trên giây. Sáng qua, đập Tam Hiệp đã mở 9 cửa xả lũ, hiện tại đập Tam Hiệp tiếp tục mở 9 cửa xả lũ nữa, lưu lượng xả 49.200 mét khối trên giây. Thông tin cho biết, một vòng đỉnh lũ mới từ sông Gia Lăng sẽ đến từ khí khẩu thuộc thành phố Trùng Khánh và các đỉnh lũ trên sông Trường Giang sẽ đến đập Thái Viên, thành phố Trùng Khánh. Tình hình thiên tai ở thành đô trên thượng nguồn sông Trường Giang rất đáng lo ngại. Thị trấn Cổ ở quận Kim Đường của thành đô đã yêu cầu tất cả cư dân ở nơi cư trú thấp dưới 3 tầng lầu phải sơ tán. Các khu vực tầng 1 đã bị ngập hoàn toàn, chứng kiến thảm họa lũ lụt ở Tứ Xuyên trên thượng nguồn sông Trường Giang. Có thể hình dung áp lực dùng mình đối với Trùng Khánh và đập Tam Hiệp trong vài ngày tới. Tam Hiệp nguy hiểm, Tứ Xuyên mưa bão to suốt hơn 80 tiếng mà vẫn đang tiếp diễn. Tính đến tối nay, trận mưa lớn trên khắp tỉnh Tứ Xuyên đã kéo dài suốt hơn 80 giờ và sẽ còn tiếp tục. Lần đầu tiên trong năm nay, Tứ Xuyên đã phát cảnh báo màu đỏ đối với thảm họa lũ ống. Các nhà chức trách cho biết đây là trận mưa kéo dài nhất, trên phạm vi rộng nhất và cường độ cao nhất kể từ mùa lũ năm nay ở Tứ Xuyên. Hơn 110.000 người dân đã bị ảnh hưởng và hầu như tất cả lũ ở Tứ Xuyên sẽ đều đổ dồn về đập Tam Hiệp. Theo truyền thông địa phương, trận mưa lớn đã kéo dài hơn 80 giờ và vẫn sẽ tiếp tục. Sông Thanh Giang, nhánh chính cùng một số nhánh phụ của sông Bồi Giang và một số phụ lưu của sông Mân Giang, sông Đà Giang và sông Gia Lăng có mực nước vượt mức cảnh báo. Gần 20 tỉnh, thành phố và khu vực đã ban bố cảnh báo lũ lụt màu đỏ và vàng. Đường sắt, hàng không và đường cao tốc đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa. Theo báo cáo, lượng mưa lần này trút xuống rất mạnh. Trong vòng 1 giờ, lượng mưa ở huyện Lô Sơn, thành phố Nha An đạt 156mm và xuất hiện lượng mưa cao thứ 2 trong lịch sử, lên tới 428,2mm. Hơn nữa, quá trình này diễn ra trong thời gian dài suốt 82 giờ qua và sẽ còn tiếp tục.
Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo đỏ đầu tiên về thảm họa lũ ống trong năm nay. Tại Thành Đô và nhiều thành phố khác, gần đây liên tục xảy ra những trận mưa xối xả, nước sông vượt mức đảm bảo, lũ đổ thẳng vào thành phố gây ngập nặng. Điểm thắng cảnh núi Thanh Thành ở Đô Giang Yển đã đóng cửa do tình hình thiên tai nghiêm trọng. Các bậc thang của núi Thanh Thành đã biến thành dòng suối chảy xiết trong núi. Lũ lụt và lở đất bùng phát với sức tàn phá khủng khiếp ở Miên Trúc, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Mưa lớn cũng đang tấn công lưu vực sông Hoàng Hà, gây lũ lụt ở nhiều vùng của Trung Quốc. Sau trận lụt nghiêm trọng ở khu vực sông Trường Giang vào tháng trước, mưa lớn lại tiếp diễn ở khu vực sông Hoàng Hà, một tuyến đường thủy lớn khác của Trung Quốc. Hôm qua, một tòa nhà 646 năm tuổi ở thành phố Tây An đã bị sập một phần, khiến ít nhất 4 người bị thương. Thành phố Tây An thuộc phía Tây Trung Quốc và nằm ở vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Nước lũ đã gây ra ngập lụt ở các thành phố và làng mạc tại các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Nam. Các tỉnh này cũng thuộc trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Đồng thời, các nhà chức trách lại cho xả lũ từ hạ lưu đến các vùng nông thôn của tỉnh Sơn Đông trên bờ biển phía đông. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc thông báo khu vực thượng nguồn sông và khu vực đông bắc Trung Quốc sẽ phải hứng chịu những trận mưa bão lớn. Các khu vực phía tây nam Trung Quốc như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu và Tây Tạng cũng sẽ có mưa lớn trong những ngày tới. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo. Quý vị thân mến, ngay từ đầu năm 1991, giáo sư vật lý Trung Quốc Lật Tiền Vĩ Trường từng gửi công văn nêu rõ nguy hại từ việc đập chứa nước Tam Hiệp bị vỡ là sẽ khiến cho 6 tỉnh hạ lưu sông Dương Tử trở thành đầm lầy, hàng trăm triệu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Ông cho rằng đập Tam Hiệp còn có thể trở thành mục tiêu tấn công của kẻ thù bên ngoài. Với trình độ công nghệ đạn đạo hiện tại, đập Tam Hiệp không có khả năng chịu được sức công phá. Do đó, ông Tiền ngăn cản nhất quyết không được khởi công xây dựng đập Tam Hiệp. Nếu không thì đây là một hành động ngu ngốc, chẳng khác nào thanh gươm Damocles. Phí Lương Dũng cũng cho rằng đập Tam Hiệp khổng lồ vốn không có tác dụng lớn trong việc chống lũ, năng lực phòng ngự, ngược lại còn phá hoại nghiêm trọng khí hậu và môi trường sinh thái. Ông Phí nói trong băng ghi âm rằng sau khi đập Tam Hiệp được hoàn thành, nó đã tác động rất lớn đến khí hậu dọc theo sông Dương Tử ở Trung Quốc. Điều đầu tiên mà mọi người ai ai cũng thấy là hầu hết lũ lụt rồi đến hạn hán. Hiện tại ảnh hưởng nghiêm trọng tới cân bằng sinh thái, cái này nhiều tài liệu đã nói rồi. Một tài liệu khác nói rất rõ ràng rằng, từ thượng lưu sông Dương Tử đến khu vực đập Tam Hiệp thường xuyên phát sinh các vụ sạt lở nghiêm trọng. Đây là một hiện tượng hư hại địa chất vô cùng nghiêm trọng. Chuyên gia thủy lợi, giáo sư Đại học Thanh Hoa là Hoàng Vạn Lý cũng từng kịch liệt phản đối dự án đập Tam Hiệp. Ông cho rằng con đập này nhanh chóng sẽ bị bùn cát ứ động, tích tụ. Tuy nhiên, giáo sư Hoàng Vạn Lý đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc dán nhãn phần tử cánh hữu, buộc phải im miệng. Lúc ấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hợp tác chặt chẽ với Liên bang Xô Viết mà các chuyên gia Liên Xô không biết một chút gì về lượng trầm tích của Hoàng Hà, không hề biết chút gì, nên bảo Trung Quốc cứ xây thì xây, thế là Trung Quốc vừa xây đập Tam Hiệp chưa bao lâu thì bùn cát đã tích tụ rồi. Hiện tại, không chỉ đập Tam Hiệp toàn diện hư hại mà còn khiến nước sông chảy ngược, dẫn đến liên lụy cho vùng cao nguyên thượng lưu, vốn rất trù phú và đông đúc, nay đã trở thành khu vực hoang phế. Ảnh hưởng của đập Tam Hiệp là vô cùng nghiêm trọng, vô cùng thê thảm và đau đớn. Mà nếu con đập ấy sụp đổ thì chính lại là đại nạn cho dân tộc Trung Hoa. Năm đó, Giang Trạch Dân sau khi lên nắm quyền đã không màng đến cảnh báo của các chuyên gia về những mối nguy tiềm ẩn của đập Tam Hiệp, đã hạ lệnh thi công công trình. Ông Phí Lương Dũng nói, quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc thích đao to búa lớn nhưng lại thiếu hụt nhân cách, chính là nguyên nhân gây ra đại nạn cho người Trung Quốc. Những lãnh đạo Trung Quốc ở cao tầng kia, bọn họ chính là thích đao to búa lớn, chỉ vì cái kết quả trước mắt mà đưa đến rất nhiều thứ loạn bát nháo, làm loạn, làm sai, cuối cùng là gây họa rất lớn. Chính quyền Trung Quốc đã cho xây dựng rất nhiều đập nước, sự kiện vỡ đập cũng nhiều vô kể, nhưng cơ quan truyền thông giấu nhẹm, tốt khoe, xấu che, ông Phí Lương Dũng bày tỏ. Trước khi bắt đầu trữ nước Tam Hiệp vào năm 2003, đoàn kiểm tra công trình Tam Hiệp và chính phủ đã phát hiện ra có hơn 80 vết nứt trên bề mặt đập, thông tin gây lo ngại trong cộng đồng. Trước những lo ngại cảnh báo, ông Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ký sắc lệnh về quy định về đảm bảo an ninh vùng thủy lợi trọng điểm đập Tam Hiệp. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2013, Trung Quốc áp dụng biện pháp phòng thủ nhiều tầng, gồm cả hải quân, không quân và lục quân tại công trình đập Tam Hiệp. Quân ủy Trung ương phê chuẩn Bộ Tổng tham mưu triển khai một trung đoàn để bảo vệ an ninh đập Tam Hiệp,
trong đó có 4 tổ tên lửa phòng không, 1 đại đội máy bay trực thăng lục quân, 8 tàu tuần tra, 24 trung đội phản ứng nhanh, toàn bộ binh lực gồm 4.600 biên chế. Ông Liu Changping, một người nổi tiếng trong ngành truyền thông Trung Quốc, khi đó đã chia sẻ trên Weixin cá nhân rằng, các quy định về phòng thủ nhiều tầng lớp nghiêm mật đối với đập Tam Hiệp làm nổi bật lên mối nguy hiểm về an ninh từ dự án đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Đối với người dân Việt Nam, nhất là người miền Trung đã quen với chuyện mưa lũ, nhưng khi chứng kiến cảnh lũ lụt ở Trung Quốc trong mấy ngày vừa qua cũng phải rùng mình. Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây và những nơi khác ở Trung Quốc trong mấy ngày qua đã hứng chịu những trận mưa như thác đổ, thậm chí còn đặc biệt lớn. Mực nước các sông ở các khu vực này đều tăng vọt, cộng với số lượng lớn nước các hồ chứa xả lũ dẫn đến lũ lớn chưa từng có. Nông nghiệp địa phương và tài sản của người dân bị thiệt hại nặng nề. Các đoạn video do cư dân mạng quay đã tiết lộ một số tình hình lũ lụt tại địa phương. Vừa qua, một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến dòng chảy mang theo đất đá ở vùng núi gần huyện Long Thắng, Quế Lâm, Quảng Tây. Dòng chảy mang theo đất đá di chuyển chậm nhưng uy lực kinh người, nhiều ngôi nhà bị nó cuốn trôi. Người dân tại hiện trường hô hoán, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Mưa xối xả kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây ra lở đất gần huyện Long Thắng, Quế Lâm, Quảng Tây, cuốn trôi nhiều ngôi nhà, một số người hét lên, chạy mau lên. Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy trận lũ bùng phát ở Anh Đức, Quảng Đông đã nhấn chìm hoàn toàn ngôi nhà ở một tầng. Một cụ già tuyệt vọng trèo lên mái nhà nhưng chưa có ai cứu. Một cư dân mạng đăng tải, tại Anh Đức, tỉnh Quảng Đông, một ông già đang rất tuyệt vọng trong trận lụt không có ai đến giải cứu. Cũng trong cùng ngày, một đoạn video được đăng tải trên Internet cho thấy Thành Viễn, Quảng Đông bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong nhiều ngày, cộng với việc xả lũ của nhiều hồ chứa ở Thiều Quan, tạo thành một trận lũ kỷ lục bùng phát ở Anh Đức, Thành Viễn. Một người phụ nữ đã chia sẻ cảnh cô ấy chụp khi đi qua Anh Đức trên đường sắt cao tốc. Mưa lũ đã nhấn chìm những cây to, chỉ còn phất phơ phần ngọn, thoạt nhìn tưởng là cỏ. Nhiều nhà bị ngập đến mức chỉ còn mái tôn, có nhà ngập đến hết tầng 4. Hôm thứ Tư, trên đường đi tàu cao tốc đến Quảng Châu, tôi đi ngang qua Anh Đức, thoạt nhìn bên đường ray tưởng là bụi cây, nhìn kỹ mới thấy là ngọn cây. Một cư dân mạng viết trên Twitter rằng, xem mà bàng hoàng, thật khủng khiếp, nhiều nhà chỉ còn nhô ra mỗi mái, ngập gần hết tầng 4. Cư dân mạng chia sẻ những bức ảnh chụp toàn cảnh ở Anh Đức so sánh với trước đây ngày hôm qua và mấy ngày trước, trận lũ này thực sự khiến người xem giật mình. Một đoạn video khác được đăng tải trên Internet cho thấy hơn 10 cửa xả lũ của hồ chứa nước Sầm Thiên Hà ở huyện Giang Hoa, Vĩnh Châu, Hồ Nam đã được mở hoàn toàn để xả nước lũ, khiến nhiều thị trấn và làng mạc ở hạ lưu bị ngập lụt. Một ngôi nhà bên sông đã bị đổ sập, một căn nhà bị cuốn trôi kéo theo nhiều ngôi nhà khác sụp đổ. Hôm thứ Tư, một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy cửa hồ chứa Ngọc Sơn ở Giang Tây được mở để xả lũ. Những đứa trẻ bị mắc kẹt trong lũ, người cha thấy vậy nóng lòng muốn cứu con nên lấy một tấm ván ra để cứu. Nhưng cũng bị lũ cuốn trôi, vật lộn trong dòng nước, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Cùng ngày, hồ chứa Ngọc Sơn ở tỉnh Giang Tây được mở để xả lũ, đứa trẻ bị lũ cuốn vào, người cha thiết tha thương con đã di chuyển tấm ván để giải cứu. Trước đó một ngày, một đoạn video được đăng tải trên mạng Internet cho thấy bờ kè bất ngờ vỡ tung ở thị trấn Nhai Độ, thành phố Nhạc Bình, trấn Cảnh Đức, tỉnh Giang Tây. Trong nháy mắt, nước ngập đến tầng 2, dân chúng vội vã lên lầu để thoát thân. Thưa quý vị, theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cho biết, lũ lụt cũng đã ảnh hưởng tới gần 60 triệu người, khiến gần 4 triệu người mất nhà cửa và hơn 160 người chết hoặc mất tích. Nước lên cao đã phá hủy hơn 40.000 nhà, làm hư hại thêm gần 400.000 ngôi nhà. Thành cổ Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây mới đây đã trở thành nạn nhân của mùa mưa lũ, vốn đã hoành hành nhiều vùng rộng lớn ở Trung Quốc suốt 2 tháng qua. Chỉ trong một ngày, cơ quan khí tượng Tây An đã phải ban hành cảnh báo màu cam về lượng mưa lên tới 120mm trong vòng 3 giờ. Những cơn mưa lớn đổ nước xuống thành cổ và những hậu quả khủng khiếp mà nó gây ra cho Tây An đã được nhiều người dân địa phương đưa lên mạng xã hội. Một hình ảnh được chia sẻ cho thấy nhiều con đường biến thành sông với nước cao ngang lưng, một số người thậm chí chèo kayak để đi lại quanh thành phố. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo đợt lũ lụt ở các tỉnh miền Nam sắp kết thúc. Điều tồi tệ nhất của mùa mưa kể từ tháng này gây ngập lụt nhiều vùng, bao gồm lưu vực sông Dương Tử, có thể sớm kết thúc.
nhà khí tượng học cao cấp Trương Tuyển nói. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều lo ngại về đập Tam Hiệp khổng lồ, nơi mà mực nước hồ chứa đã dâng 19 mét so với mức cảnh báo, mức cao nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm 2006. Một số chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp trong việc phòng chống và giảm nhẹ lũ lụt khi mà đợt lũ mùa hè đã lan rộng ở các tỉnh hạ lưu, bao gồm Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Giang Tô. Họ cho biết, mặc dù năm nay lũ lụt trên sông Dương Tử rất nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa là gì so với kịch bản xấu hơn vốn đã được dự tính trong quá trình thiết kế đập. Kỹ sư trưởng của Cục Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên, người cũng viết một chuyên mục trên tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc, ông Phan Xiao cho biết, đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu đựng trận lũ tồi tệ ở quy mô một thế kỷ mới có 1-2 lần, nhưng hiện nó đang không được thực hiện vai trò điều tiết lũ khổng lồ của mình. Mặc dù các trận lũ năm nay ít nghiêm trọng hơn so với trường hợp xấu nhất trong thông số thiết kế. Khi xây dựng, đập Tam Hiệp được đặt ra mục tiêu là kiểm soát lũ lụt và bảo vệ các trung tâm đô thị như Vũ Hán và Trùng Khánh. Tuy vậy, cả hai thành phố đã bị nhấn chìm một phần vào đợt lũ này. Mặc dù nhà điều hành đập Tam Hiệp đã nói rằng tình hình có thể đã tàn khốc hơn nhiều nếu không có đập. Đợt mưa lũ năm nay tại Trung Quốc là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Nước ở gần 450 con sông dâng lên vượt mức kiểm soát lũ kể từ tháng 3, trong đó gần 40 con sông lập kỷ lục. Lũ đã ảnh hưởng tới gần 60 triệu người, khiến gần 4 triệu người mất nhà cửa và 160 người chết hoặc mất tích. Theo Los Angeles Times cho biết, nước lên cao đã phá hủy hơn 40.000 ngôi nhà, làm hư hại thêm 400.000 ngôi nhà, theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp. Số người thiệt mạng và số nhà bị hư hại ít hơn so với các năm trước, nhưng số người mất nhà cửa và thiệt hại kinh tế lại cao hơn nhiều. Thưa quý vị, bắt đầu vào tháng này, Sơn Tây của Trung Quốc đã phải hứng chịu trận lũ lụt mạnh nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép khí tượng, khiến hơn 20 người chết và 13 người mất tích, cùng rất nhiều người bị thương. Theo bản tin của CCTV, các quan chức tỉnh Sơn Tây đã tổ chức một cuộc họp báo vào sáng nay. Nhiều nơi ở Sơn Tây đã trải qua đợt mưa dài ngày diện rộng và dữ dội trong một tuần liền. Lượng mưa trung bình ở Sơn Tây là 149mm và lớn nhất ở Sơn Tây. Tại huyện Đan Ninh, Linfen, lượng mưa lên tới 385,2mm, gây lũ lụt ở gần 40 con sông trong tỉnh, bao gồm đoạn Tân Tây của sông Phần, đoạn Thanh Xu của sông Uma, đoạn Phần Dương của sông Xiao và đoạn Tiểu Yết Mố Cầu sông Trường Nguyên ở huyện Kiên San trên tuyến Pusian bị cuốn trôi, tà vẹt bị treo, khiến tàu ngừng chạy. Lượng mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 1,8 triệu người ở Sơn Tây, hơn 125.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, gần 4 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, gần 20.000 ngôi nhà bị sập và 19.000 ngôi nhà khác bị hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế khoảng hơn 50 tỷ nhân dân tệ. Mới đây, lũ lụt ở nhiều nơi tại tỉnh Sơn Tây đã khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng. Tỉnh trưởng nêu rõ cần ngăn chặn triệt để các vụ chết hàng loạt, gây thương tích hàng loạt. Cư dân mạng bày tỏ rằng họ thực sự cảm thấy khó chịu. Tỉnh trưởng Sơn Tây nói nghiêm ngặt ngăn chặn chết tập thể và thương tích hàng loạt. Vừa qua, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Sơn Tây báo cáo rằng lũ lụt gần đây đã ảnh hưởng đến 1.977.300 người ở 76 quận huyện tại 13 thành phố của tỉnh Sơn Tây, 121.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 2.900.600 hecta hoa màu bị ảnh hưởng và gần 2.000 ngôi nhà bị sập. Một ngày trước đó, tại một cuộc họp chính thức của tỉnh Sơn Tây, tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây Lan Phuan đã nói rằng ngăn chặn cái chết và người bị thương hàng loạt là điểm mấu chốt cần được bảo vệ và nghiêm ngặt ngăn chặn cái chết và thương tích hàng loạt gây ra bởi trận lũ lụt này. Cư dân mạng lên án nghiêm ngặt ngăn chặn tử vong tập thể và tai nạn tập thể. Là người gốc Sơn Tây, tôi cảm thấy thực sự khó chịu khi nhìn thấy 6 từ này. Sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi đang nghiêm túc ngăn chặn tử vong tập thể và tai nạn tập thể. Cho dù không ngăn được thương vong cá nhân thì cũng phải cố gắng hết sức giúp đỡ, giảm thiểu tổn thất. Không phải thương vong cá nhân không ảnh hưởng đến đại cục nên tôi không đề cập. Trên lý thuyết rất khó loại bỏ thương vong hàng loạt nhưng cần phải có đủ lực lượng để làm điều đó và ưu tiên tăng cường bảo vệ. Được biết, trong trận lũ lụt ở tỉnh Hà Nam năm nay đã có nhiều người chết và bị thương hàng loạt tại địa phương. Hao Nan, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Thông tin Thảm họa Zhongming ở Trung Quốc Đại lục chuyên xử lý thông tin thảm họa, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Nhà từ thiện Trung Quốc rằng trận lụt ở Sơn Tây xảy ra vừa qua là do mưa lớn gây ra lũ quét tấn công.
Thời tiết ở đây rất lạnh nên khiến cứu hộ khó khăn hơn. Lũ lụt thì khác, mật độ dân số bị ảnh hưởng ở Sơn Tây không cao bằng lũ lụt ở Hà Nam và nước ngập không sâu như ở Hà Nam. Nhưng khu vực bị ảnh hưởng ở Sơn Tây lớn hơn ở Hà Nam. Hào Nan chỉ ra rằng lũ lụt trên cả nước năm nay rất hiếm và những thảm họa quy mô lớn như vậy trên toàn lưu vực sông đã xảy ra 3 lần. Số tiền phân bổ chính thức không đủ để các nạn nhân thiên tai trả tiền mua mì gói và nước tinh khiết. Wang Hui, một người dân ở huyện Jishan, tỉnh Sơn Tây cho biết khi sự việc xảy ra, huyện không yêu cầu mọi người chuẩn bị sơ tán và dân làng cũng không biết tình hình lũ lụt đang rút. Không ai trong các cấp chính quyền địa phương quan tâm đến vấn đề này. Wang Hui nói, quận không cho chúng tôi bất kỳ kế hoạch nào và chúng tôi đang lo lắng. Chúng tôi có thiết bị bơm nhưng không có cách nào để bơm nước và không có chỗ để thoát nước. Vào 2 ngày trước, trang web chính thức của Sở Tài chính tỉnh Sơn Tây cho biết, họ đã phân bổ 50 triệu nhân dân tệ để cứu trợ thiên tai. Cư dân mạng đặt câu hỏi, với 1,9 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, 50 triệu quỹ đặc biệt, bao gồm cả nhân viên cứu trợ thiên tai, liệu có đủ cho 2 ngày ăn mì ăn liền và nước tinh khiết không? Ngoài ra, một cuộc họp báo tại thành phố Kim Trung, tỉnh Sơn Tây cho biết, gần 700.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cục bộ, 50.000 người phải di rời và diện tích hoa màu bị ảnh hưởng lên tới 1,2 triệu hectare. Một người dân ở thị trấn Lương Giang Ngạn, huyện Linh Thạch, thành phố Tuấn Trung nói với China New Weekly rằng điều cấp bách nhất hiện nay là dọn đường để lều, quần áo, thuốc cảm, áo mưa và giày đi mưa có thể đưa vào được. Thời tiết ở đây rất lạnh, chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Vài ngày trước, hình ảnh xúc động về toàn bộ nhà ở Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam bị lũ cuốn trôi được lan truyền trên mạng xã hội. Vào thời điểm đó, nhiều ngôi nhà ven đường bị đổ sập xuống nước sau khi bị tòa nhà bên cạnh đè trúng. Những người chứng kiến cảnh tượng này đã hét lên kinh hoàng. Đoạn video được tải lên từ Internet cho thấy một tòa nhà bị lũ đánh sập, ngôi nhà bị lũ cuốn trôi về phía hạ lưu. Một số nhân chứng đã hét lên, nhà bị cuốn trôi rồi, đám đông lại hét lên kinh ngạc, ôi Chúa ơi! Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua tại huyện Trần Hy, Hoài Hóa, Hồ Nam hiện chưa rõ có thương vong hay không. Theo thống kê của Cục Khí tượng huyện Trần Hy, từ 0 giờ đến 14 giờ ngày Chủ nhật, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to đến rất to, có nơi mưa cực to. Tính đến 14 giờ ngày Chủ nhật, có 3 xã có lượng mưa 12 giờ lớn hơn 250mm. Từ 13 giờ ngày Chủ nhật, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của huyện Trần Hy đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2. Theo báo cáo, lũ mưa xối xả liên tục từ tối ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật đã gây ra lũ lụt ở nhiều nơi ở quận Supu, khiến cây giống và cây cam ở làng Đồn Thanh Giang dọc theo sông Tây Hà ở thị trấn Đại Giang Khẩu bị ngập lụt. Khu vực quan âm nhạc của quốc gia, quốc lộ G241 tổng cộng có 7 con đường bị sập, bao gồm đoạn Sa Đôi thuộc thị trấn Đại Giang Khẩu, quốc lộ G354, một vụ lở đất nhỏ xảy ra ở nhiều ngôi làng của thị trấn Thần Tử Hồ. Theo thống kê chính thức của Hồ Nam, tính đến 8 giờ ngày thứ Ba, lượng mưa lớn đã khiến 260.743 người ở Hồ Nam bị ảnh hưởng, 22 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 194 ngôi nhà của 98 hộ gia đình bị sập. Thưa quý vị, hàng trăm thời kỳ đỉnh điểm mưa lớn liên tục làm mùa lũ ở Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, thời điểm mưa lớn năm nay đã được lùi lại từ cuối tháng này đầu tháng tới của các năm trước sang giữa tháng này. Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Quảng Đông đã báo cáo rằng do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, nhiều nơi ở Quảng Đông đã phải hứng chịu thiên tai như mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất. Tính đến 11 giờ ngày thứ Sáu tuần này, tổng số 479.600 người bị ảnh hưởng ở Thiều Quan, Hà Nguyên, Mai Châu, Triệu Khánh, Thành Viễn và những nơi khác với 27,13 ha hoa màu bị ảnh hưởng và 1.729 ngôi nhà bị sập. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, mực nước các con sông ở thành phố Thành Viễn tiếp tục dâng cao. Theo dõi của ngành thủy văn, tính đến 8 giờ ngày thứ Bảy có tổng số 25 trạm thủy văn trên địa bàn thành phố vượt ngưỡng cảnh báo, mực nước 8 hồ chứa lớn và vừa vượt giới hạn lũ cho phép. Thành phố Thiều Quan nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Đông đang phải đối mặt với tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ trận lũ lụt năm nay, lượng mưa trung bình tích lũy của thành phố đã đạt 798,8mm. Có khu vực đạt 1.672,5mm, vượt qua giá trị cực trị lịch sử cùng kỳ kể từ ghi chép khí tượng. Trận lũ thứ hai trong năm nay xảy ra ở Bắc Giang.
để đối phó với mực nước đỉnh lũ của sông Bắc Giang, Bộ Chỉ huy phòng thủ 3 thành phố Thiều Quan đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt lên cấp 1, cấp cao nhất vào lúc 7 giờ ngày thứ Bảy, yêu cầu tất cả những người bị ảnh hưởng ở cả hai bên bờ sông Ngô Giang, sông Trấn Giang và sông Bắc Giang sẽ phải chuyển đến nơi an toàn. Mưa lớn gây ra thảm họa nghiêm trọng ở nhiều nơi, không chỉ ở Quảng Tây, nhiều người bị mắc kẹt, nhà của họ bị sập và 15 người được cho là đã thiệt mạng. Tại Quảng Đông, lính cứu hỏa và các phương tiện đã nhanh chóng bị nước lũ cuốn trôi. Thật không may, các trụ cầu bị trượt và sập do đất đá trụ cầu không chịu nổi sự xói mòn của lũ. Ngoài ra, tại Giang Tây, do việc nạo vét hạ lưu các hồ chứa chưa hoàn thành, nên các thị trấn cũng bị ngập lụt do mưa lớn. Quý vị thân mến, tuần qua mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở tỉnh Hồ Nam và gần 300.000 người bị ảnh hưởng lũ lụt. Thành phố cổ Phượng Hoàng ở phía tây Hồ Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa và lũ lớn. Một số lượng lớn vali trôi dạt trên sông, lực lượng cứu hộ đã đến từng nhà để tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, tính đến nay trận mưa xối xả đã khiến gần 300.000 người ở tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng, 24 người chết, 17 người mất liên lạc. Hơn 10.000 người phải di rời khẩn cấp, 210 ngôi nhà bị sập và 13.100 ha mùa màng bị thiệt hại. Kể từ đầu tháng, miền Tây Hồ Nam và miền Bắc Hồ Nam liên tục có mưa lớn. Mưa lớn bất thường xảy ra ở huyện Tự Trị Miêu Miêu, huyện Lucy, huyện Phượng Hoàng, huyện Đào Giang, huyện An Hoa, huyện Đào Viên và những nơi khác đã vượt mực nước cảnh báo an toàn. Mưa lớn còn gây ra nhiều thiên tai như sạt lở đất, tràn hồ, sập nhà, ngập úng đô thị ở nhiều nơi. Thành phố cổ Phượng Hoàng ở phía Tây Hồ Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lớn và lũ. Các video được đăng tải trên Internet cho thấy một số ngôi nhà và nhà trọ bị ngập lụt, mặt cầu bị nhấn chìm bởi dòng nước chảy xiết. Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người bị mắc kẹt từ nhà này sang nhà khác. Từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, quận Tương Tây, tỉnh Hồ Nam hứng chịu mưa lớn, mực nước dâng cao khiến một phần của thành phố cổ Phượng Hoàng bị ngập lụt. Theo dự báo thời tiết ở Hồ Nam, có 6 trạm ở huyện Phượng Hoàng có mưa lớn. Lượng mưa lớn nhất là ở thị trấn Du Li, thị trấn Liêu Gia Kiều đạt 264,5mm. Lượng mưa lớn khiến sông Đà Giang ở Phượng Hoàng dâng cao. Bộ đã đưa ra một ứng phó khẩn cấp mưa bão. Một đoạn video cho thấy một lượng lớn hành lý trôi xuống sông Đà Giang trong thành phố cổ và một tủ đông lạnh chứa đầy kem que cũng đang nổi và chìm trên sông. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm nay, khu Tự Trị Miêu Miêu ở Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu một trận mưa lớn xảy ra sạt lở đất ở đoạn đường hầm Long Gia Bảo của huyện, gây hư hỏng đường xá và nhà cửa. Tính đến 9 giờ 30 phút ngày hôm nay, đã có 12 người thiệt mạng và 6 người mất liên lạc. Vào lúc 9 giờ ngày hôm nay, một vụ lở đất cũng xảy ra tại làng Nghĩa Vương, thị trấn Nghĩa Vương, huyện Đào Viên, thành phố Trường Đức, khiến 3 ngôi nhà bị vùi lấp và 9 người mất liên lạc. Có một trận mưa xối xả bất ngờ ở Đào Giang, Nghi Dương, tỉnh Hồ Nam vào ngày hôm nay và có nguy cơ lũ lụt. Theo báo cáo chính thức của các phương tiện truyền thông, tính đến 7 giờ 30 phút, lượng mưa cao nhất ở thị trấn Tam Đường Giới, huyện Đào Giang đạt 431,9mm và lượng mưa trung bình trong 12 giờ của quận là 172,9mm. Một đoạn video được tải lên mạng cho thấy cầu Tam Quan bị nước cuốn dữ dội, lũ tràn vào thành phố, nhà một tầng ngập hết, người dân đi lại quanh nhà, nước ngập đến đầu gối. Một người dân quay video cho biết 10 giờ sáng ngày hôm đó lũ tràn về, đây là trận lụt lớn nhất trong 10 năm qua. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ quét tại đoạn Thiao thuộc làng Đại Vu Sơn, thị trấn Tam Đường Giới, tỉnh lộ 319. Một số đoạn đường bị ngập khiến các phương tiện không thể qua lại. Bộ Quốc phòng tỉnh Hồ Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt từ 4 lên 3 kể từ 7 giờ tối ngày hôm nay. Ở phía Tây Bắc Trường Sa, phía Tây Thiệu Dương, Nhạc Dương, phía Nam Trường Đức, phía Nam Trương Gia Giới, Nghi Dương, Hoài Hóa, phía Tây Lô Đi và phía Nam tỉnh Tương Tây. Khu vực này có mưa to và mưa to cục bộ. Kính thưa quý vị, cảnh báo mưa bão toàn quốc đã được ban hành trong 29 ngày liên tiếp tại Trung Quốc vào lúc 8 giờ sáng qua ngày thứ Bảy. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã liên tiếp đưa ra cảnh báo thảm họa thiên tai, cảnh báo màu xanh cho mưa bão, mưa lớn, dông bão, mưa đá, lũ quét sẽ tới tấp xảy ra. Đài quan sát khí tượng Trung ương liên tục đưa ra cảnh báo mưa bão vào lúc 8 giờ ngày thứ Bảy, dự kiến 8 giờ ngày hôm nay đến 8 giờ ngày mai, lưu vực phía Nam Tây Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, gần như toàn bộ Quý Châu, Tây Bắc Quảng Tây, Trung Bộ Hồ Nam, Tây và Đông Bắc Bộ Giang Tây, phía Bắc Phúc Kiến và phía Nam Chiết Giang, cùng các khu vực khác xảy ra mưa to và mưa bão rất to.
Trong số đó, lưu vực phía Nam Tứ Xuyên, Tây Nam Quý Châu, Tây Nam Chiết Giang và những nơi khác có mưa bão từ 140 đến 190 mm. Một số khu vực nêu trên có kèm theo mưa lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa tối đa mỗi giờ là 60 đến 90 mm, có địa phương vượt quá 100 mm và có nơi xảy ra gió to, mưa bão. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu xanh về thời tiết đối lưu mạnh vào sáng cùng ngày. Dự kiến từ 8 giờ ngày mai, một số khu vực ở trung tâm Nội Mông Cổ, phía Đông Sơn Tây, miền Nam Sơn Đông, miền Trung và Bắc Giang Tô, Đông Bắc An Huy sẽ xảy ra dông bão, có gió cấp 8, 10 hoặc mưa đá. Tác động của thời tiết khá nghiêm trọng, một số khu vực ở phía Nam Sơn Đông, miền Trung và Bắc Giang Tô và Đông Bắc An Huy trong thời gian ngắn có kèm theo lượng mưa lớn 50-80mm. Một số khu vực ở Đông Nam Tứ Xuyên, Tây Nam Trùng Khánh, Đông Bắc Vân Nam, miền Trung và Tây Quý Châu, miền Trung và Bắc Hồ Nam, miền Trung và Bắc Giang Tây, miền Trung và Nam Chiết Giang có mưa to trong thời gian ngắn. Trong số đó, một số khu vực của phía Đông Tứ Xuyên, Nam Quý Châu, Đông Hồ Bắc, Trung Hồ Nam, Tây Bắc Giang Tây, Nam Chiết Giang có kèm theo cơn dông từ cấp 8 đến cấp 10. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo khí tượng về thảm họa lũ quét vào lúc 18 giờ. Theo thông tin cảnh báo sớm, từ 20 giờ ngày hôm nay đến 20 giờ ngày kia, lũ lụt có khả năng cao sẽ xảy ra ở các vùng phía Đông Nam Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, Tây Bắc Quý Châu, Đông Bắc Giang Tây, Đông Bắc và Tây Chiết Giang và Bắc Phúc Kiến. Theo truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ đầu tháng này, ở miền Nam Trung Quốc, lũ lụt và sạt lở đất đá do mưa lớn đã khiến hơn 14 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 900.000 người đã phải sơ tán, 101 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế lên tới 28,8 tỷ nhân dân tệ. Đài quan sát khí tượng Trung ương cho biết một đợt mưa mới sẽ lại xuất hiện vào 2 ngày tới. Trong 10 ngày tới, mưa lớn sẽ xuất hiện ở lưu vực Tứ Xuyên đến Hoàng Hoài, Giang Hoài và Giang Hán tới phía Bắc Giang Nam. Ngoại giới cho rằng một khi việc nói dối, che giấu và thói quen nói giảm thảm họa là bản chất của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thì tình hình thiên tai thực sự có thể rất nghiêm trọng. Ngoài ra, lở đất xảy ra ở nhiều nơi, đường sắt bị lũ cuốn trôi, nhà cửa bị nhấn chìm, thậm chí nước dâng lên tới 3 tầng lầu. Một số ngôi làng bị lũ ập tới vào ban đêm, một số người dân và nhà cửa đã bị lũ cuốn trôi. Con số thương vong thực tế có thể rất đáng báo động. Liên tục những hình ảnh về cảnh xả lũ ở Trung Quốc cho thấy một mùa mưa lũ bất thường mang lại nhiều tai ương cho người dân nơi đây. Những trận mưa lớn vẫn tiếp diễn ở miền Nam Trung Quốc, trong đó các tỉnh Hồ Bắc, Chiết Giang và Giang Tây hứng chịu thảm họa nặng nề nhất. Hồ chứa Tân An, hồ chứa lớn nhất ở phía vùng Hoa Đông thuộc tỉnh Chiết Giang, xả lũ liên tục trong hơn 60 giờ đồng hồ, cảnh tượng giống như bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng. Thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, mưa bão liên tục trong nhiều ngày, khiến mực nước ở nhiều con sông dâng cao. Hôm thứ Hai, một người đàn ông ở huyện Vũ Lăng Nguyên đã mạo hiểm thả lưới để đánh bắt cá. Kết quả không may rơi xuống dòng nước đang chảy xiết. Chỉ vòn vẹn 6 giây, nước lũ đã đút chừng và cuốn trôi người đàn ông. Một người trên bờ tình cờ đã quay lại cảnh tượng kinh hoàng này. Đoạn video cho thấy một người đàn ông thả lưới bên dòng sông chảy xiết để đánh bắt cá. Sau vài giây, anh ta bị nước lũ kéo xuống sông và ngay lập tức bị dòng lũ cuốn trôi. Mặc dù người đàn ông đã gắng sức vùng vẫy nhưng vẫn không thắng được thế nước cuồn cuộn, kết quả anh ta đã biến mất trong dòng nước lũ. Cùng ngày, chính quyền huyện Vũ Lăng Nguyên đã đưa ra thông báo nói rằng người đàn ông rơi xuống nước họ Đường là nhân viên bảo vệ của một công ty dịch vụ ở thị trấn Trương Gia Giới. Chiều ngày hôm đó, sau giờ làm việc, anh đã cùng đồng nghiệp đi bộ dọc bờ sông. Khoảng 4 giờ 15 phút, người đàn ông họ Đường bất ngờ rơi xuống nước, đến nay vẫn không rõ tung tích. Mưa lũ ở miền Nam Trung Quốc đã kéo dài hơn một tháng, tình hình lũ lụt đã mở rộng ở nhiều tỉnh. Ngoài ra, hồ chứa Tam Hiệp đang toàn lực xả lũ. Mực nước dọc theo bờ từ đoạn sông Dương Tử từ cửa Hồ Động Đình, huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc đến cửa biển ở Thượng Hải, toàn bộ đều vượt ngưỡng báo động. Từ những video được đăng tải trên mạng cho thấy, từ tuần trước, từ sau khi đập Tam Hiệp bắt đầu xả lũ, nhiều thành phố của tỉnh Hồ Bắc ở Hạ Du, Con Đập như Nghi Xương, Vũ Hán đã bị ngập nặng. Đến ngày Chủ nhật, mực nước sông Dương Tử đã tăng thêm 3,5 mét. Hiện tại, công viên Giang Than ở Hán Cầu đã bị ngập hoàn toàn với độ sâu hơn 2 mét. Cồn đất Bạch Sa ở lòng sông Dương Tử bị ngập hoàn toàn. Hôm thứ Bảy, đập Tam Hiệp xả lũ từ 25.000 m3 mỗi giây trước đây, hiện tại đã lên tới 55.000 m3 mỗi giây. Cộng với mưa lớn mỗi ngày ở Trung và Hạ Lưu, một cư dân mạng viết trên Twitter rằng 55.000 tấn nước đổ xuống mỗi giây, 180 triệu tấn trong một giờ, 4,32 tỷ tấn trong một ngày và dung tích chứa nước của toàn bộ Hồ Tây là 14,29 triệu tấn nước.
Mưa lớn liên tục ở lưu vực sông Dương Tử đã lan đến vùng hạ du, khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao. Đài quan sát khí tượng Thượng Hải cũng đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh. Chính quyền địa phương cũng nâng phản ứng khẩn cấp đối với lũ lên cấp 4. Đập Tam Hiệp xả lũ khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao và đổ dồn về hồ Bà Dương, cộng thêm tác động của mưa lớn kéo dài liên tục. Hôm thứ Hai, mực nước hồ Bà Dương và các nhánh sông đã tăng mạnh gây lũ lụt nghiêm trọng, toàn bộ tỉnh Giang Tây đưa ra cảnh báo khẩn. Hôm thứ Ba, mực nước của bờ đập Trung Châu, huyện Bà Dương đạt mức 4,43m. Mực nước của huyện Độ, con sông bên ngoài bờ đập Trung Châu đạt 23,87m, vượt quá mực nước cao nhất năm 1998 là 0,69m. Do thời gian dài bị ngâm trong nước, cộng thêm đất ở thân đê chất lượng kém, khả năng chống thấm nước yếu. Khoảng 9 giờ 35 phút tối thứ Hai, bờ đập Trung Châu đã bị vỡ, gần 20 làng xã đã bị ngập, nước lũ ngập đến tận mái nhà. Không chỉ thảm họa ở lưu vực sông Dương Tử trầm trọng, mà hồ chứa nước Tân An, con đập lớn nhất vùng Hoa Đông, nằm ở thượng nguồn của sông Tiền Đường, cũng đang đối mặt với thử thách nghiêm trọng. Theo dữ liệu mới nhất từ chính quyền Trung Quốc, việc xả lũ đã được thực hiện vào lúc 10 giờ ngày thứ Tư đến 15 giờ ngày thứ Sáu. Tổng lượng nước xả của hồ chứa Tân An hay còn gọi là hồ Thiên Đảo là 1,498 tỷ mét khối, trong đó lượng nước xả từ cửa cống là 1,263 tỷ mét khối. Dựa trên dung tích khoảng 14,5 triệu mét khối nước của hồ Tây Hàng Châu mà tính, tổng lượng nước xả trong khoảng 53 giờ của con đập này bằng khoảng 90 lượng nước của hồ Tây. Hồ chứa Tân An được hoàn thành vào năm 1959 và là hồ chứa lớn nhất vùng Hoa Đông với tổng dung tích lưu trữ 21,626 tỷ mét khối nước. Đây là dự án kiểm soát nước quan trọng nhất của thượng nguồn sông Tiền Đường. Có video cho thấy tình huống hồ chứa Tân An mở toàn bộ 9 cửa cống xả lũ. Có thể thấy rằng nước lũ cuồn cuộn dâng trào và một cây cầu ở hạ nguồn con đập đã bị dòng lũ đánh sập. Cộng thêm sắc trời u tối, không ít cư dân mạng đã kêu lên giống hệt như bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng vậy. Có người thậm chí đã quay lại video hiện trường thành phố dọc theo bờ sông Tân An trước và sau khi xả lũ. Khi mở một cửa cống xả lũ, cái đình nghỉ mát bên bờ sông bị ngập một nửa. Khi mở 5 cửa cống, cái đình chỉ còn lại phần mái. Khi mở 7 cửa cống, chỉ thấy phần chóp đỉnh của cái đình. Đến khi mở toàn bộ cửa cống, cái chòi nghỉ mát đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Báo cáo cho biết, tính đến 15 giờ ngày thứ Sáu, mực nước của hồ chứa Tân An đã giảm 0,25 m so với mực nước cao nhất 108,39 m khi cửa cống xả lũ được mở hoàn toàn vào ngày thứ Năm. Kỹ sư trưởng của Ủy ban Tài nguyên nước thành phố Kiến Đức cho biết, dòng chảy vào hồ chứa thời điểm cao nhất từng đạt đến 23.000 m khối trên giây. Sau khi toàn bộ cửa cống được mở, dòng chảy vào hồ giáng hạ dần dần đến 5.770 m khối trên giây. Hiện tại có 23 làng quê và thị trấn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kính thưa quý vị, lũ lụt do mưa lớn ở các tỉnh Thiểm Tây và Tứ Xuyên đã khiến mực nước sông Trường Giang, cũng gọi là sông Dương Tử, dâng tràn bờ trong những ngày gần đây, gây ngập lụt các thành phố ở khu vực phía Tây của Trung Quốc. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV dẫn lời giới chức, mực nước sông ở thành phố Trùng Khánh có thể vượt quá mức an toàn, có nghĩa là bờ đê ở khu vực này có thể vỡ bất cứ lúc nào. Trong cuộc họp báo, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết lượng mưa ở các khu vực dọc sông Trường Giang và sông Hoài đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1961. Trong khi đó, Thứ trưởng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Yu Wenshen đã vô tình tiết lộ rằng hơn 4 triệu người dân đã phải sơ tán khỏi nhà mình vì đợt lũ lụt năm nay. Mưa lớn đã bắt đầu di chuyển về phía Bắc đến các khu vực có sông Hoàng Hà, sông Hải, sông Tùng Hoa và sông Liêu. Sông Hoàng Hà đã trải qua lũ lụt nhưng các nhà chức trách vẫn giữ im lặng về tác động của nó. Hai trận lũ lụt liên tiếp, Ủy ban sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã thông báo rằng đỉnh lũ mới hình thành ở sông Gia Lăng, một nhánh sông chính của Trường Giang, đang đổ vào sông Trường Giang gần khu vực Trùng Khánh, một thành phố rộng lớn với hơn 30 triệu cư dân. Theo ủy ban này, đỉnh lũ sông Gia Lăng dự kiến sẽ kích hoạt một đỉnh lũ khác ở sông Trường Giang. Chính quyền thành phố Trùng Khánh cho biết, khu vực thượng nguồn của sông Trường Giang cũng đang bị đe dọa bởi mưa lớn. Lũ lụt từ sông Gia Lăng và thượng nguồn của sông Trường Giang có thể khiến mực nước của Trường Giang vượt quá giới hạn an toàn. Theo video mà người dân chia sẻ với The Epoch Times, các khu vực trũng thấp ở các thành phố Mỹ Sơn, Quảng Nguyên và Đức Dương ở tỉnh Tứ Xuyên cùng thành phố Trùng Khánh đã bị ngập trong lũ lụt. Lũ lụt cũng đã được báo cáo ở Lực Dương, một quận ở tỉnh Thiểm Tây vào lúc 4 giờ 10 phút chiều ngày hôm nay. Chính quyền quận đã ra lệnh cho tất cả người dân, bất kể nông thôn hay thành thị, phải di chuyển lên ít nhất là tầng 3 của các tòa nhà cao hơn 6 tầng.
chính quyền cũng liệt kê tên 9 khu nhà ở mà họ cho rằng đã qua cũ để chống lại lũ lụt có thể xảy ra. Nhiều thành phố khác ở tỉnh Tứ Xuyên như Thành Đô, Trần A Bá và Miên Dương cũng báo cáo tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Trong khi đó, mưa lớn cũng gây ra lũ lụt dọc theo các khu vực của sông Hoàng Hà, cụ thể là ở thành phố Lâm Nghi thuộc tỉnh Sơn Đông và thành phố Long Nam thuộc tỉnh Cam Túc. Mưa bão đã nhấn chìm các ngôi làng và gây ra lở đất. Không rõ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng, không có thông tin chính thức nào về các trường hợp chết hoặc mất tích. Trong khi mưa lớn đã gây ra lũ lụt lịch sử kể từ tháng trước, giới chức Trung Quốc từ chối tiết lộ tổng lượng thiệt hại do thảm họa. Người dân nói với The Epoch Times rằng chính quyền đã cấm mọi người đăng thông tin trực tuyến và chặn người dân tiến vào các ngôi làng bị sạt lở đất. Trong cuộc họp báo, ông Zhu đã thừa nhận rằng trên toàn quốc có hơn 63 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong năm nay, với hơn 4 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình. Ông Zhu cho biết hơn 17.500 người trong số những người bị mất nhà cửa đã được lính cứu hỏa cứu hộ hoặc sơ tán, hơn 3,98 triệu người còn lại đã phải tự mình thoát khỏi lũ lụt. Thứ trưởng Zhu cũng cho biết 2/3 diện tích đất ở tỉnh Giang Tây đã bị lũ nhấn chìm trước vụ thu hoạch. Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, toàn bộ đất nước có 42,13 triệu hectare đất nông nghiệp chất lượng tương đối tốt. Phần lớn nó nằm ở các vùng lưu vực của sông Trường Giang, sông Hoài và sông Hoàng Hà. Đây lại là những khu vực xảy ra lũ lụt nghiêm trọng nhất trong năm nay. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, sấm sét xuất hiện tại thành phố Thượng Hải đã đánh vào ngọn tháp truyền hình Minh Châu phương Đông. Một số cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của thiên nộ dân oán. Cũng có cư dân mạng cho rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là Trung Nam Hải. Ngày hôm nay, đỉnh lũ số 1 trong năm nay đã hình thành trên sông Hoàng Hà, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ có lượng mưa lớn nhất kể từ đợt lũ. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, Thượng Hải có mưa bão và sấm sét liên tục. Đột nhiên, một tia sét rạch ngang bầu trời giống như một thanh kiếm sắc và đánh xuống tháp truyền hình Minh Châu phương Đông của Thượng Hải. Một nửa bầu trời đều sáng lên. Cùng ngày, Đài quan sát khí tượng Thượng Hải đã đưa ra cảnh báo tín hiệu màu cam đối với sấm sét. Thiết bị cung cấp điện của tuyến tàu điện ngầm số 17 Thượng Hải gặp sự cố do sét đánh, khiến một số chuyến tàu chạy với tốc độ hạn chế. Video trực tuyến cho thấy một tia sét đã đánh trúng đỉnh tháp truyền hình Oriental Pier. Xung quanh nó có nhiều tia chớp khác kèm theo tiếng sấm rất lớn. Đối với sự việc này, cư dân mạng cho rằng đây là kết quả của thiên nộ dân oán. Đây là một điểm không hay cho Đảng. Sét ngày càng đánh vào nhiều điểm quan trọng, liệu mục tiêu tiếp theo sẽ là Trung Nam Hải? Một số cư dân mạng cho rằng mỗi lần Đảng Cộng sản Trung Quốc gây rối ở Hồng Kông sẽ có dị tượng xuất hiện ở đại lục. Lần trước Bắc Kinh mở hội nghị âm mưu ban hành luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, đang ban ngày, trời bỗng tối đen như mực, mưa bão, gió rít. Hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng luật an ninh quốc gia bắt giữ Jimmy Lai, Annette Cho và các nhà dân chủ khác tại Hồng Kông. Tháp truyền hình Minh Châu phương Đông ở Thượng Hải đã bị sét đánh, mà Hồng Kông có biệt danh là Hòn Ngọc phương Đông. Thiên nhân cảm ứng, làm điều ngang ngược, ắt sẽ gặp báo ứng. Tháng trước, Việt Nam và Indonesia vừa hoàn tất đàm phán về biên giới cấp vùng đặc quyền kinh tế EEZ của hai nước. Một động thái được các nhà phân tích trong khu vực khen ngợi, nhưng có khả năng sẽ khiến Trung Quốc khó chịu. Sau 12 năm đàm phán kỹ lưỡng, cuối cùng Indonesia và Việt Nam đã kết thúc đàm phán về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của hai nước dựa trên Công ước UNCLOS năm 1982. Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại dinh thự Tổng thống Bogor. Tỉnh Tây Java, Indonesia đã có những tranh chấp giữa Việt Nam và Indonesia trong nhiều năm qua, do hai nước có sự chồng chéo trong tuyên bố chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế trong vùng biển xung quanh đảo Natuna thuộc Biển Đông. Các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước đã từng đụng độ về hoạt động của ngư dân Việt Nam trong khu vực. Indonesia đã bắt giữ và tiêu hủy hàng chục tàu cá của Việt Nam và cáo buộc họ xâm lấn trái phép và đánh bắt cá bất hợp pháp. Hai nước đã thống nhất về giới hạn thêm lục địa vào năm 2003 và tính từ năm 2010, nước đã có hơn chục vòng đàm phán về phân định vùng đặc quyền kinh tế. Vùng đặc quyền kinh tế mang lại cho một quốc gia đặc quyền tiếp cận với các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở trong vùng biển và thêm lục địa của mình. Trong một tuyên bố được đưa ra vào năm ngoái, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định đàm phán của Việt Nam và ranh giới vùng đặc quyền kinh tế theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước UNCLOS năm 1982, là một trong những ưu tiên của Bộ Ngoại giao Indonesia. Indonesia sẽ tiếp tục bác bỏ các tuyên bố chủ quyền không dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, bà Marsudi nói. Tin hoàn tất đàm phán giữa hai nước đã được các nhà phân tích và quan sát khu vực chào đón và cho rằng đây là một thành tựu quan trọng của cả hai nước, đây là một dấu mốc quan trọng.
ông Saliman Lokman, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ISIS của Malaysia nói. Đây là một bước tiến lớn hướng tới việc phân định biên giới biển rõ ràng hơn giữa các quốc gia Đông Nam Á, ông này nói tiếp. Theo ông Nguyễn Thế Phương, nhà phân tích an ninh của Việt Nam, đồng thời là giảng viên Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả này chứng tỏ rằng các nước ASEAN có thể giải quyết các tranh chấp biển giữa họ với nhau. Nó sẽ giúp làm dịu tình hình, đặc biệt là đối với các vấn đề liên quan tới đánh bắt cá bất hợp pháp. Không báo cáo và không theo quy định IUU vốn là vấn đề nóng giữa Việt Nam và Indonesia, ông Phương nói. Điều này cũng có tính khích lệ đối với các đàm phán hiện tại giữa Việt Nam với Philippines cũng như với Malaysia, ông nói thêm. Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan là 6 bên hiện có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Mỗi bên đều tuyên bố ranh giới biển của riêng mình. Nhưng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc là rộng khắp và bành trướng nhất. Chi tiết về thỏa thuận vừa đạt được với Indonesia và Việt Nam chưa được công bố, nhưng các vùng đặc quyền kinh tế mà hai nước tuyên bố chủ quyền nằm trong cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc sử dụng để phân định quyền lịch sử đối với gần như 90% diện tích Biển Đông. Trung Quốc có thể khăng khăng rằng họ có quyền tài phán đối với những khu vực này, ông Lokman nói. Một tòa án của Liên Hợp Quốc vào năm 2016 đã tuyên bố vô hiệu đường chín đoạn của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cho đến nay vẫn bác bỏ phán quyết này và cho nó là không có hiệu lực pháp lý. Trung Quốc có khả năng sẽ lên tiếng phản đối thỏa thuận mới này của Indonesia và Việt Nam, ông Lokman và các nhà phân tích khác cảnh báo. Và quả thực như vậy, Trung Quốc ngay lập tức tuyên bố sẽ tăng cường răn đe các hành vi đụng chạm đến lợi ích của nước này. Cái bắt tay của Việt Nam và Indonesia được cho là một thách thức mới đối với các yêu sách rộng lớn của Bắc Kinh ở Biển Đông, nơi họ áp đặt đường lưỡi bò. Ông U Shin Jun, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Đông Nam Á về Biển Đông nhận định, tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ chấp nhận thỏa thuận này vì vùng EEZ xung quanh quần đảo Natuna nằm chồng lấn với đường lưỡi bò. Khu vực này liên quan đến vùng biển tranh chấp nơi Trung Quốc cũng đang tuyên bố quyền tài phán và một phần vùng biển cũng như là ngư trường truyền thống của ngư dân Trung Quốc. Trong khi đó, đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán về phân định biển ở Biển Đông của các nước liên quan không được làm phương hại đến lợi ích chính đáng của Trung Quốc, nhưng tránh nhắc tên Việt Nam hay Indonesia. Thỏa thuận nêu trên được công bố vào thời điểm Bắc Kinh sau nhiều năm tăng cường kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược đang gặp phải sự phản kháng ngày càng gia tăng ở Biển Đông. Đáng chú ý, Indonesia không phải là quốc gia có yêu sách chủ quyền tại Biển Đông, nhưng vùng EEZ của nước này chồng lấn với Malaysia và Việt Nam và thường xảy ra với Trung Quốc về quyền đánh bắt cá ở vùng biển xung quanh biển Natuna. Qua nhiều lần tuyên bố yêu sách của Trung Quốc đối với Biển Đông đã cụ thể hơn nhưng vẫn còn tồn tại mơ hồ, trái với quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển quốc tế năm 1982, chính mơ hồ cho nên đã tạo nên tranh chấp chủ quyền biển đảo phức tạp. Trong văn kiện mới nhất tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển ở Biển Đông ngày 12 tháng 7 năm 2016, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển tại Biển Đông bao gồm Trung Quốc có chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông bao gồm quần đảo Đông Sa, Tây Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa, Trung Sa và Nam Sa mà Việt Nam gọi là Trường Sa. Một số đảo ở Biển Đông có nội thủy, lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải. Một số đảo ở Biển Đông có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Trung Quốc có quyền lợi mang tính lịch sử ở Biển Đông. Tuyên bố cũng cho biết yêu sách trên của Trung Quốc phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế. Trong sự kiện giàn khoan HD981, Trung Quốc tuyên bố giàn khoan này chỉ cách đảo Chi Tôn và đường cơ sở của quần đảo Hoàng Sa 17 hải lý, trong khi cách bờ biển Việt Nam từ 133 đến 156 hải lý. Điều đó cho thấy Trung Quốc yêu sách quần đảo Hoàng Sa có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Trong bối cảnh hiện nay, các nước đang nghi ngờ Trung Quốc trong việc phòng chống dịch COVID-19, Trung Quốc lại thực hiện chính sách cứng rắn và quyết đoán hơn trên Biển Đông, cho giàn khoan và các nhóm tàu cảnh sát biển, tàu kéo, ngư binh xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia xung quanh Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Những hành động của Trung Quốc đang diễn ra trên Biển Đông đã vi phạm hệ thống luật pháp quốc tế, hiến chương của Liên Hợp Quốc, luật biển quốc tế, quy trình của UNCLOS và các thỏa thuận khu vực như DOC. Trong 4 yêu sách,
3 yêu sách đầu là tương đối rõ, chỉ có áp dụng không đúng luật. Còn sự mơ hồ nằm ở yêu sách thứ 4, đây chính là yêu sách của Trung Quốc đối với đường chín đoạn. Hiện nay ở Trung Quốc có 4 quan điểm về đường chín đoạn. Thứ nhất, đây là đường biên giới trên biển, coi vùng nước trong đường chín đoạn là vùng nội thủy. Thứ hai, đây là đường quy thuộc các đảo, tức chỉ yêu sách các đảo trong đường chín đoạn. Đây là quan điểm của chính quyền Tưởng Giới Thạch, vì trên bản đồ ghi bản đồ vị trí các đảo ở Nam Hải. Thứ ba, đây là đường quyền lợi mang tính lịch sử, tức đường quy định vùng biển Trung Quốc có quyền lợi tính lịch sử. Còn quyền lợi này bao gồm những gì hiện chưa rõ, có thể là quyền chủ quyền hay quyền tài phán. Quan điểm của chính phủ Trung Quốc hiện nay là theo chủ trương này. Thứ tư, đây là đường quy định vùng nước lịch sử, coi vùng nước trong đường chín đoạn như một vịnh lịch sử, hưởng quy chế vịnh mang tính lịch sử như quy định trong Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển quốc tế năm 1982. Về cơ bản, như nội thủy, đây là quan điểm của chính quyền Đài Loan. Các động thái chính trị, ngoại giao và quân sự ở Biển Đông cho thấy Trung Quốc không từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông. Tuy nhiên, sự hội tụ của nhiều nhân tố bên trong và bên ngoài Trung Quốc kể từ giữa năm 2016 đến nay đã buộc các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh phải chấp nhận những điều chỉnh có tính chiến thuật để hạn chế tác động của phán quyết, tránh sự chú ý của công luận quốc tế, đồng thời ngăn chặn các tập hợp lực lượng bất lợi cho Trung Quốc. Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho lực lượng hải quân, ngấm ngầm nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các tiền đồn ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và chủ động nhập nhèm trong các yêu sách chủ quyền. Mặc dù có tác dụng làm giảm khu vực tranh chấp, qua đó thu hẹp không gian cho các hoạt động chấp pháp và dân sự của Trung Quốc, nhưng phán quyết không có tác động đến các hoạt động quân sự, không ảnh hưởng đến sự mở rộng, tăng cường kiểm soát về quân sự, an ninh chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông. Quan trọng hơn, việc thiếu vắng cơ chế thực thi phán quyết cùng với sự thay đổi chính sách của Philippines giúp cho Trung Quốc giành lại thế chủ động trên bàn cờ ngoại giao và chiến lược ở Biển Đông. Theo đó, tình hình Biển Đông tuy bình lặng trên mặt nhưng hết sức nguy hiểm, bởi sóng ngầm vẫn cuồng chảy mạnh mẽ. Biển Đông chỉ có thể ổn định nếu phán quyết và các quy định của UNCLOS được tất cả các bên tôn trọng và thực thi.